Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chính quyền sở tại. Kính thưa các bậc lão thành, quý vị giáo lý viên. Kính thưa các đại diện ban trị sự xã bạn cùng toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Giáp Thìn, là ngày thuyết giảng lần thứ 5 tại ấp Long Thuận, xã Long Giang, vị trí và địa điểm tại nhà của đồng đạo Võ Văn Thiện Em. Tất cả chư quý vị không phụ lời mời của ban tổ chức chúng tôi, mặc dù trực tiếp hay gián tiếp, đã nhân chút thời gian quý báu đồng tề tự đến đây để tham dự buổi thuyết giảng trong tinh thần đoàn kết. Đó là chư quý vị đã thể hiện tình thương qua điều thứ 8 mà Đức Thầy đã phán dạy. Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo chung hoàn toàn đặng trở lợi lại cứu vớt chúng sanh. Và thể hiện qua những câu hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và để nhắc nhớ người tín đồ Phật giáo hòa hảo có phận sự, phận sự của chúng ta là phải noi theo chí đức tiền nhân, hầu làm cho trí huệ trệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Sự hiện diện đông đủ của chư quý vị làm cho buổi thuyết giảng hôm nay được tăng thêm phần long trọng, và cũng là một niềm khích lệ lớn lao của ban tổ chức chúng tôi trên bước đường tu tiến. Lời nói đầu tiên xin kính đến toàn thể chư quý vị là lời biết ơn sâu đậm nhất và lời chào kính cẩn tốt đẹp nhất. Kính thưa quý quan khách cùng quý đồng đạo thân mến, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, căn cứ chương trình đạo sự của ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ năm 2019-2024, căn cứ chương trình đăng ký hoạt động đạo sự tôn giáo của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang, tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo nhu cầu của tín đồ muốn tìm hiểu giáo lý, giáo luật, lễ nghi của đạo để tu học đúng theo tôn chỉ giáo lý, được chính quyền địa phương chấp thuận, được sự thống nhất phân công giáo lý viên của ban trị sự trung ương giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên ban khổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương đảm trách. Đó là lý do buổi thuyết giảng hôm nay đề nghị quan nghênh chung. Và chúng tôi sẽ thông qua chương trình thuyết giảng hôm nay gồm những nội dung như sau. A phần khai mạc giới thiệu thành phần tham dự nghi thức tôn giáo kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. B phần nội dung đọc diễn văn khai mạc, đọc bài thay lời tựa tức sứ mạng của Đức Thầy, đọc bài lời khuyên bổn đạo tức 8 điều răn cấm, đọc một đoạn văn trong bài không buồn ngủ, thuyết giảng do giáo lý viên Phan Chí Tâm thuyết qua chủ đề học Phật tu nhân trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, nghi thức tôn giáo
từ của ban tổ chức mời đồng đạo giải lao. Phần tiếp đến, chúng tôi trân trọng giới thiệu chị Lê Thị Na, giáo lý viên trung ương ban trị sự xã Kiến Thành, đề nghị hoan nghênh. Trân trọng giới thiệu ông giáo lý viên Phan Chí Tâm, đề nghị hoan nghênh. Cảm ơn. Trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Kiến An, đề nghị hoan nghênh. Trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Tân Trung, đề nghị hoan nghênh. Xin cảm ơn. Trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Nhân Mỹ, đề nghị hoan nghênh. Trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Hòa Bình, đề nghị hoan nghênh. Cảm ơn. Trân trọng giới thiệu ban trị sự xã Bình Đức, đề nghị hoan nghênh. Trân trọng giới thiệu ban trị sự thị trấn Chợ Mới, đề nghị hoan nghênh. Trân trọng giới thiệu ban quản tự chùa Hòa Thịnh Tự, đề nghị hoan nghênh. Xin cảm ơn. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nhân Phước, trưởng ban trị sự xã Long Giang, các đại diện ban trị sự xã bạn cùng toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo tề tự tham dự đông đủ, đề nghị hoan nghênh. Và phần tiếp đến là nghi thức tôn giáo, kính thỉnh tất cả cô bác và anh chị em đồng đạo đồng đứng lên. Đồng hướng về Đức Phật, đồng kính lễ kính. Thưa cô, đồng hướng về Đức Thầy, đồng kính lễ kính. Về đồng kính Đức Thầy hai xa. Và cũng quý vị đồng đạo đồng hướng. Phần tiếp đến, chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phước, trưởng ban trị sự xã Long Giang đến diễn đàn đọc diễn văn khai mạc buổi thuyết giảng. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, toàn thể quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm với hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên, tôi xin thay mặt ban tổ chức và ban trị sự trân trọng kính đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đại diện chính quyền địa phương, các vị đại diện cho ban trị sự, các xã phường thị trấn, các nhà mạnh thường quân và quý đồng đạo đến thăm dự. Đây là niềm khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong việc phổ truyền chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ vô cùng thiết yếu. Bởi lẽ có hiểu đúng mới thực hành đúng tôn chỉ, có hành đúng tôn chỉ thì mới đạt kết quả giải thoát. Như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, ta yêu chúng viết ra giảng kệ, phiên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Giáo pháp học Phật tu nhân Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính khế cơ, khế lý, vừa phù hợp với tình hình thực tế mà chánh sách pháp luật nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức Thầy dạy nên cái bổn phận chúng ta phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng các tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế
chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Sự tham dự của các ban trị sự xã bạn trong buổi lễ hôm nay cũng nói lên tinh thần đoàn kết nội bộ đạo để phổ truyền giáo pháp mà Đức Thầy mà Ngài đã từng kêu gọi. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ chính danh công đức Phật từ bi vô lượng. Với ý nghĩa nhân dân sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang cùng tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 5 tại xã Long Giang. Kính chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Phước vừa qua đã đọc xong diễn văn khai mạc. Phần tiếp đến, chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Lê Văn Hòa đến diễn đàn để đọc lại bài Thay Lời Tựa Tức Sứ Mạng của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã triệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhùng ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiền gì nổi cảnh quốc phá gia dân, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dĩ quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật, nghe kinh ngao du tứ hải, dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lội xuống chốn hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Vương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội lâm qua, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tàu Đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả, lực trời đà trị tội
xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong tiên đình ân xá bớt tội căn. Để kiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cải đồng, chứ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành, nhà được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lề lành nghe tựa hồ như nhớ như quan. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu hùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hành, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngụ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi chân thành cảm ơn đồng đạo Lê Văn Hòa vừa qua đã đọc xong bài Thay Lời Tựa Tức Sứ Mạng của Đức Thầy. Và phần tiếp đến, chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Tấn Mỹ đến diễn đàn để đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo Tức Tám Điều Răn Cấm. Xin trân trọng kính mời. Lời Khuyên Bổn Đạo Tức Tám Điều Răn Cấm. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên năng xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang
phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đối trách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Tấn Mỹ vừa qua đã đọc xong bài Lời Khuyên Bổn Đạo, tức 8 điều răn cấm. Và kính thưa chư quý đồng đạo, trước khi ông giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để diễn thuyết qua chủ đề học Phật tu nhân trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi trân trọng kính mời hai đồng đạo đến diễn đàn để đọc lại trong một đoạn văn trong bài Không Buồn Ngủ để làm sáng tỏ thêm đề tài. Chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Võ Thị Bé Ba và đồng đạo Lâm Thị Dân đến diễn đàn để đọc lại bài Không Buồn Ngủ. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô Di Đà chỉ cho bằng lòng sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa chớ thuận thảo hay hơn là tranh đấu thọ ít tuổi ấy là dạy dỗ lúc năm niên lớn lên rồi cần dâng
đều có Phật thánh dạy người trung lòng yêu. Con gần pháp đều mang câu đàm tiêu, giờ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan. Lòng sắt son gian sân nổi ngàn vàng, khó nuốt chuột nhớ ngồi đầy liếm xin nhân. Đường xa mới biết gõ tài ngỡ ký, lúc nguy nàng từng tận kẻ vô lương. Bộ ông cha làm lắm tối bao cường, dành ăn ghét cháu trời xanh mũi là lời thương lúc máu, cũng lắm người mượn cây ấy dung thân nên thở thừa trời sắp cùng phong thần. Việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, mong tạm qua sắp sông tồn có điện đặng nhân sanh. Kim cành thái bình hòa ngõ lại khuyên nhau lại tận hữu đòi chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ca ngát, vui vương thần phụ tử khai hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, hai chữ tử kim không còn thấy lõng lưng làm can kỳ. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc công giới ngoài to giới cầu gì. Thêm cánh nhường anh chị kẻ khó trên, mắt chẳng thấy lộn giang phi xào trang. Đạo bè hà ba bất phân nhân giới ngà chờ nghĩa thần. Phật tiên thanh hàng bang cùng đình quân,
Tôi chân thành cảm ơn hai đồng đạo vừa qua đã đọc xong bài Không Buồn Ngủ.